hộp cơm giữ nhiệt cắm điện inox 3 tầng Starbee 16200, chiếc hộp cơm không thể thiếu cho dân công sở, văn phòng, học sinh, sinh viên, những người đi làm hàng ngày. Hộp cơm thiết kế thông minh với chức năng hâm nóng tự động cùng roller nhiệt điện mất điện đảm bảo đồ ăn được hâm nóng vừa đủ nhiệt. Với vật liệu vỏ ngoài bằng nhựa ABS, ruột inox 304 an toàn cho sức khỏe, không ảnh hưởng đến mùi vị của thức ăn khi hâm nóng. Hộp cơm có chức năng như nấu cơm, luộc trứng, hâm nóng thức ăn, chế biến một số món đơn giản như hấp trứng, luộc rau, thịt hấp. Sản phẩm rất dễ dàng sử dụng, chỉ việc cắm điện trước khi ăn 30 phút là có ngay bữa cơm nóng hổi ngon miệng. Với hộp cơm giữ nhiệt hâm nóng này bạn sẽ không phải lo lắng về việc đi ăn ngoài, vừa không đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa tốn kém chi phí. Nhanh tay để lại thông tin, số điện thoại để được tư vấn và nhận được mức giá tốt nhất nhé!